Đây, xin chào tất cả anh em nhé. Tôi vừa về được gốc cò ke đây anh em ạ. Gốc này thì cực quái. Thì đối với gốc cò ke này là cái gốc ăn trái anh em ạ. Nó là cái cây rất cũng rất dễ trồng và rất dễ ra quả anh em ạ. Tôi có mấy cây thì tôi đào cách đây vài tháng thì bữa nay thì nó bắt đầu là phát triển và đầu đọt nó bắt đầu ra quả, mà mặc dù nó mùa này không phải mùa quả của nó đâu. Cây này thì nó nằm ở ngay cái tà ly mà người ta múc đất ấy. Múc đất đi thì nó cũng lộ hết ra rồi. Nó còn dính vốn mấy cái rễ thì cắt. Có cái rễ này nó trồng lên trời tí bỏ đi anh em ạ. Và cái rễ cao đây này. Cái rễ cao tí cũng kéo nó xuống để mình trồng này. Sau này nó sống khỏe thì mình bắt đầu phế nó đi. Thì nó sẽ lộ ra cái đường đường chạy của rễ và thân nó rất là đẹp này. Sau này chỉ đón mầm trên này thôi anh em ạ. Cái chỗ này sau này cũng cắt đấy đục đi anh em ạ. Đón mầm ở trên này xong đánh tỏa lại. Làm đơn giản thôi. Những cái cây này thì cần phải tìm những cây quái đẹp. Thì trước khi làm cái này thì tôi sẽ cập nhật lại cái hoa và quả cây này với cả cái cây mà tôi trồng cách đây vài tháng anh em xem nhé. Đây là hoa của nó này anh em này. Hoa rồi đến quả. Quả bắt đầu quả chín là bắt đầu này là ăn ngọt rồi anh em này. Đây tôi có hai cây đây, cây bên này với cây kia. Hai cây này thì dáng đều đẹp anh em ạ. Đây trồng tôi cũng vừa định hình lại. Cái cây này chuẩn bị nó ra chùm hoa này anh em. Dán rất quái luôn. Mạ này thì nhiều nhưng mà tìm những cây quái đẹp này thì cũng rất khó đấy anh em ạ. Không phải dễ tìm được. Tôi cũng tìm một số khoảng 15-20 cây loại này. Để trồng để nhớ về tuổi thơ anh em ạ. Xong anh em. Đây, khá đẹp này. 2 năm nữa thôi là có tác phẩm đẹp. Thì cây cò ke này những anh em đi trước thì họ làm thành những cái cây cái bonsai đẹp lắm anh em ạ. Khi hoàn thiện thì lá nó nhỏ lại chứ nó không to đâu. Bảo quả thì rất là sai. Dễ quả. Cây nào cũng có quả hết đấy anh em ạ. Cái dòng này. Đây anh em, đây cuối video thì tôi xin cập nhật cái hình ảnh của một anh tượng đá bonsai đây này. Anh làm cây cò ke thì rất là đẹp. Đấy, nó trên chậu thì nó ra quả thì cũng bình thường như dưới đất thôi anh em ạ. Và cái lá của nó thì ép lại này rất nhỏ anh em. Anh em thấy cái ngón tay đấy. Với cái lá của nó thì nó cũng không to bao nhiêu đâu. Và nó cũng đẹp như trời mòi anh em ạ. Cái dòng này thì đặc biệt là ăn được cả xanh cả chín. Chơi bonsai thì rất là phù hợp anh em. Đấy, rất là nhiều cây có thể chơi được bonsai. Đặc biệt là những cây mà có quả ăn được anh em ạ. Thì những cây này thì ví dụ như là mình chơi nó vừa đẹp mắt với cả thứ hai là khi mà trẻ con nó ra vườn ấy, nó có quả, nó ví dụ nó vặt thì nó ăn thì có thể là nó không bị độc anh em ạ. Chứ còn mình trồng nhiều cái cây mà nó đẹp ấy, mà nó quả nó không ăn được ấy, nó độc ấy, thì cũng không nên trồng. Giờ thịnh hành nhất là những cái cây mà nó có quả. Chơi cây cảnh thì bonsai thì không bao giờ là lỗi thời luôn. Vừa chơi vừa ngắm vừa ăn quả. Quả nói chung là cái dòng này ăn thì có ăn chơi thôi chứ còn nó cũng không ngon đâu anh em ạ. Trẻ con thì nó thích ăn thôi chứ người lớn thì ngắm đẹp là chủ yếu. Và rất nhiều anh em là những cái vùng mà có thì là tuổi thơ là gắn liền với những cây này anh em ạ. Tại vì nó làm đạn cho cái súng tre mà bắn ống thụt ấy. Rất là hay. Thì video này tôi xin phép anh tượng đá bonsai là xin cập nhật cái hình ảnh này nhé. Tại vì hình ảnh này là hình ảnh độc quyền trên TikTok của anh ấy đấy. Cây rất là đẹp.
nhìn nó mê lắm anh em ạ. Video đây chia sẻ đây tại biệt tất cả anh em nhá.